Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cửa hàng sắt nằm ở phường Phương Hữu, quận 9, bây giờ là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một cửa hàng sắt bán đồ sắt hoàn thiện và các cái sản phẩm liên quan đến ngành sắt, bán rất là giá cả hợp lý, giá rẻ. Đây, các vật liệu. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết tổng thể cái cửa hàng này để gửi tới cho các bạn được biết các cái mặt hàng. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu ở khu vực thành phố Thủ Đức thì có thể liên hệ đến số điện thoại của chủ cửa hàng. Đấy, mình có để cái bảng mô tả của video này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết tổng thể của cửa hàng nhá. Rồi xin mời các bạn. Đây là phía ngoài của cửa hàng này. Đấy, cửa hàng này nằm ở địa chỉ là 954 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9. Đấy, đi thẳng cái vườn này lên, lên đằng trên đằng kia kìa là vòng xoay Phú Hữu. Từ đây lên khoảng cái tầm chưa đến một cây số là vòng xoay Phú Hữu. Đấy, và đi theo cái đường Nguyễn Duy Trinh này. Đường Nguyễn Duy Trinh này nó chuẩn bị nó làm đường luôn. Đấy, thì xuống kia là đến đường cắt đường La Xuân Ai, chợ Long Trường và Vinhome Genmart ấy, là phường Long Trường. Đấy, dưới kia là bên cũng ở bên đường Nguyễn Duy Trinh luôn, nhưng mà ở phường khác. Còn đây là địa chỉ là phường Phú Hữu. Đây, mình xin giới thiệu với các bạn là một cửa hàng chuyên bán đồ về sắt. Đấy, cửa hàng sắt này có tên là An Phú Vinh. Đấy. Đấy, các bạn nhìn xem, địa chỉ là 954 nhá, Nguyễn Duy Trinh nhá, gần phòng xoay Phú Hữu, đối diện với nhà thờ Phú Hữu luôn. Đấy, chuyên bán các cái mặt hàng về xây dựng các loại luôn. Hôm nay mình có ghé thăm qua cửa hàng và mình đã mua ở đây một số lần rồi, rất là rẻ. Đấy, là xin phép chủ cửa hàng để quay review lại cái cửa hàng này để gửi tới cho khán giả mà có nhu cầu nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cửa hàng này. Đây, xin giới thiệu các bạn này. Đây là sắt, là các loại sắt là chủ yếu nhá. Sắt V, sắt vuông, các loại sắt phi nhá, từ phi mà 1x1 cho đến có loại ống vuông kìa, vuông to kìa. Rồi ống tròn có hết, rồi chữ Y, chữ V đều đủ hết nhá. Đây, rồi các cái mặt hàng liên quan đến làm ngành phụ kiện liên quan đến làm cửa này. Đấy, các bạn nhìn xem. Đây, mình sẽ review chi tiết nhá. Đây, đây là các cái bàn lề này, bàn lề cối này, bàn lề ống này, mình cũng không chuyên môn lắm. Đây, còn các phụ kiện là đường dây cửa kiếc này. Đấy, rồi cái bò vuông này, bò góc vuông này, tròn phi tròn này. Đấy, rồi đây là khóa nữa này. Các cái loại khóa. Khóa, rồi ốc vít, rồi vít bắn tôn, bắn tiếc rồi. Rồi thanh thanh lẹp này. Đấy, rồi cái đầu này là về làm kệ này. Đấy, nhiều lắm. À, hôm nay là hàng ở dưới này, chân này là dưới chân này là ít rồi đấy. À, còn mọi khi là chất đầy lên đây này. Cửa hàng sắp mới về những cái sản phẩm mới. Đây, phụ kiện vật sơn, các loại sơn luôn. À, có hết các mặt hàng về sơn. Đấy, sơn dầu, đa số là sơn dầu, về ngành sơn dầu và sắt thôi. Đây, còn các phụ kiện cũng làm về cửa, đồ bịt ống ha. Đây. Và đây là sắt, chủ yếu là sắt là nhiều nhất này. Đấy, sắt loại phi 1 ly 4, ly 2 rồi ly 7 có hết nhá. Đó. Chuyên về sắt nhá. Cửa hàng này là cửa hàng sắt An Phú Vinh. Địa chỉ là 954 phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Đấy, và bên này, bên này là các loại là thập lập cẩm về mắt cáo B40. Đấy. Rồi mắt hàn đây này. Cái này mình cũng không biết là hàng là cái này là gì. Đấy, rồi cái này là lót chống nóng. B40 các loại, có các kích cỡ luôn, từ 1m, 1m2, 1m8, 2m đều có hết luôn. Đấy, rồi cái này là buli à. Cái này là cung lấy sáng, đấy, tấm lấy sáng, các loại tấm lấy sáng luôn nhá. Đấy, có rất là nhiều loại tấm lấy sáng. Đấy, rồi cái này là tôn cắt để các chống các kiểu luôn. Đấy, mặt hàng này, cửa hàng này bán rất là đa dạng. À, rồi dưới khu dưới này có V viết này. Đấy, V nhiều luôn. Đấy, đây
Hôm nay là chủ nhật, ông chủ cửa hàng ông đang ngồi ông chơi game. Đấy. À, tất cả các cái này là cái gì mình cũng không có chuyên môn lắm. Đây, đây là cái mắt này là mắt gì đây? Cái mắt này là gì đây bác chủ nhỉ? Lưỡi ruồi. Cái gì? Lưỡi ruồi. À, lưỡi ruồi là có này là mấy ly này, rồi phân này, đấy, đấy. Mấy ly, 8 ly, một phân, rồi 6 ly đấy. Đấy, ly ruồi. Đấy, còn bên này là có loại sắt to để trong nhà này. Nha. Đấy. Sắt to này. Đấy, quan nhìn xem. Đây, sắt to đây. Có loại này là 5-10 sao? Này, chắc 5-10 này. Kích thước rất là lớn. Nha. Nhiều, rất là nhiều sắt luôn. Đấy, còn vào đây là có nhiều các mặt hàng này để trong nhà này. Cho trong nhà nó cắn. Nguy hiểm quá. Đây, giờ mình ra quay lại chi tiết cái cửa hàng cho các cái khán giả nào mà có nhu cầu mua sản phẩm thì đến liên hệ nhá. Liên hệ mua khá là rẻ. Đấy. Đồ đạc rất là nhiều. Đấy, cân là gần đủ luôn này. Đấy. Mua sắt theo ký, mua sắt theo cây. Đấy. Cây này là cây bao nhiêu đây? Nhiều tiền 48 à? 48 này giờ bán nhiêu tiền một cây? Bác. Có nhiều loại à? Này là ly 2 đây à? Ly 2 đấy, ly 2. Đấy, sắt tròn, sắt tiết là các loại. Nhiều loại lắm nhá, sắt nào cũng có. Đấy, bây giờ mình quay chi tiết một vòng nữa cho các bạn xem nhá. Các cái mặt hàng về sắt hoàn thiện vuông này, hình chữ nhật này, UVO này, lá neo này có hết luôn nhá. Đấy. Đây là mặt trước của cửa hàng này. Đó. Đó. Nhiều sản phẩm lắm. Mình quay một vòng thôi. Đếm không xuể. Đấy. Còn cả máng nước nữa nhá. Máng nước rồi đầy đủ các sản phẩm. Cả cắt tôn nữa nhá. Đấy, chủ cửa hàng có cả cắt tôn luôn. Cắt tôn theo yêu cầu, theo kích thước luôn nhá. Đấy. Nhất là nhiều cái này là để lấy sáng này, tấm gì đấy để lấy sáng này. Tấm đắt, tấm rẻ có hết luôn nhá. Đấy, cái này 3 ly, 2 ly này. Tấm xanh này. Đấy. Đều có luôn. Cửa hàng này bán nhiều mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Đây lúc nãy là bác chủ bảo là cái này là để lấy ruồi 6 ly 8 ly đấy. Đó. Đúng rồi. B40 các loại B40 mắt cáo. Đấy. Bằng nhựa này có hết này, nhựa rồi bằng sắt. Cái này đây này. Quây nhà, quây vịt đi. Đấy, lỗ to lỗ bé có hết luôn nhá. Cái này là lỗ nhỏ này, cái này nhỏ nữa này. Cái này B40 mắt phải mắt to này, thập cẩm luôn. Rồi quay lại các loại là phụ kiện về làm cửa nẻo các loại đấy. Nào. Cái này là bàn lề cửa, đa số là cửa sắt hết nhá, không có cửa gỗ, tại vì đây là ngành hàng chuyên về cắt. Đây là ốc này, bu ly ốc biết có hết này. Đấy, ốc này. Rồi cái kẹp này là cái gì mình cũng chả biết, chắc là cái này là cái bo cổ xung quanh cửa, góc cửa thì phải. Đấy. Này là ốc bắn tôn. Ốc bắn tôn. Rồi Apollo, cái này là silicone này. Đấy. Thùng silicone chất rất là nhiều. Cối nữa này. Đấy, cối. À các loại có cả đĩa cắt nhá. Các loại đĩa cắt để khóa kéo. Có hết luôn. Đấy. Đấy, trên này đĩa cắt này. Các bạn nhìn ra đấy, đĩa cắt ở trên này. Đấy, và phía trên là có cái tấm để làm kệ hàng, kệ hiếc đấy. Đấy, cái tấm kệ kia kìa. Đấy, kệ kia là dùng để kệ, là mình bắn mấy cái hàng này này. Đấy, hàng này là mình bắt ốc, bắt hiếc. Đấy, mình để kệ hàng, bán đồ. Đấy, ví dụ thế. Mình cũng hiểu sơ sơ vậy. Đấy, rồi đây nữa này. Đây là các loại sơn nhé. Các bạn nhìn xem các loại sơn ở đây. Dưới đây có các loại sơn này. Đấy. Sơn phịt cũng có này. Đấy, sơn phịt này. Đấy, rồi các loại sơn khác nữa. Rồi, xin chào các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào. Ok.
Rồi quay lại vòng nhá. Địa chỉ là 954 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Ngay nhà thờ Phú Hữu luôn, ngay vòng xoay Phú Hữu luôn. Đó. Cái số điện thoại của chủ xưởng, của chủ cửa hàng thì mình có để cái bảng mô tả của cái video này. Các bạn vô đó để liên hệ chi tiết nhá. Mình chỉ là thấy cửa hàng mà bán giá hợp lý, ok, phục vụ nhiệt tình thì mình quay để gửi tới cho các bạn được biết thôi. Rồi, bye bye các bạn.